Ok, chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, ngày hôm nay thì là một ngày mà bán được ít xe thôi, chỉ có 3-4 con thì đốt thôi, nhưng mà lại về được khoảng tầm 7-8 con liền cơ. Nguyên cái giải này là cái dàn xe mới về. Và ngày hôm nay thì Tuấn Anh lại chỉ lên sóng cho các bác về những cái dòng xe mới về của ngày hôm nay thôi. Những con xe nào mới về ngày hôm nay, ngày hôm qua hoặc ngày hôm kia thì tôi sẽ quay ngày hôm nay nhé. Các bạn nào mà thích cái dòng xe mới về, không thích những cái dòng xe làm lâu ở bãi của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, hay là phù hợp với mẫu xe nào thì các bác có thể là alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và Tuấn Anh ô tô Hải Phòng thì rất hy vọng được cái là đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình một lần trực tiếp ghé qua cửa hàng bên em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm về xe. Không cần các bác mua xe, không cần các bác là phải đến là chốt xe ngay, các bác chỉ cần đến xem và uống nước chè cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng là một niềm vinh dự cũng như là một niềm hân hạnh đối với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Còn mua hay không là tùy duyên chúng ta có gặp được nhau, có giao dịch với nhau hay không. Và một điều nữa Tuấn Anh muốn giới thiệu đến cho anh em là em là Tuấn Anh, và nếu như các bạn đã xem kênh của em, đã tư vấn của em thì các bạn lên đến thì các bạn có thể là bớt một vài giây để gọi điện cho em, hoặc có thể vào cửa hàng gặp bất cứ ai cũng được. Không cần gọi điện, khi mình đã biết cửa hàng rồi và vào gặp thì bảo cho gặp Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Em sẽ là người trực tiếp đón tất cả mọi người, tiếp các bạn nhá, tư vấn và người chịu trách nhiệm về chiếc xe mình bán ra. Đấy. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu cho anh em về cái dàn xe mới về. Đầu tiên đây là một chiếc Hyundai Grand i10. Con này thì sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, bản thiếu. Con này thì nó là màu đỏ taxi da, đã đổi màu hoàn lương. Tóm lại thì ở cái tầm tiền bây giờ thì i10 cái hàng màu đỏ này rất là hot luôn ạ. Nội thất của nó thì rất là đẹp cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con. Với dòng i10 này là một cái dòng xe mà rất là lành, bền, tiết kiệm nhiên liệu cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình. Và bà con của bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng i10 này, và đây là chiếc xe màu đỏ mà Tuấn Anh mới về với giá chỉ có 179 triệu đồng thôi. Đời 2015, phiên bản số sàn, tư nhân chính chủ. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, và chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi. Biển trước đây nó là biển 36 Thanh Hóa bà con nhé. Xe rút hồ sơ rồi với giá có 179 triệu đồng thôi bà con ạ. 179 triệu đồng thì quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được chiếc i10 2015 số sàn máy 1.0 bản thiếu nhé. Tiếp tục đây, em đang có cho anh em một chiếc Toyota Fortuner. Con này thì sản xuất năm 2014, bản Sportivo. Số tự động máy của nó là 2.7 2 cầu, số tự động máy xăng nhé. Xe thì nó là bản này là bản thể thao, một cái bản xe mà cũng khá là đẹp, rộng rãi cho tất cả anh em. Với tầm tiền chỉ có 445 triệu đồng thôi, thì quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Toyota Fortuner 2014 bản Sportivo. Một cái dòng xe với cái form dáng rất là đẹp, rộng rãi cho tất cả mọi người. Trong xe trang bị đầy đủ màn hình Android cam lùi và cam hành trình, không thiếu cái gì cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con đúng không ạ. Form dáng đẹp, chuẩn chỉnh, có trang bị hệ thống đèn bi xenon siêu sáng, lốp dép đẹp, đèn nét ban ngày đầy đủ hết theo xe nhé. Biển Hải Phòng màu trắng ngọc trinh rất là đẹp cho tất cả mọi người, với giá 445 triệu đồng. Mới về ngày hôm qua, con này thì về hôm qua chứ không phải về hôm nay. Con này nó là một chiếc Hyundai ba cửa. Con này thì nó là một trong dòng xe thể thao cực kỳ đẹp, chắc và ổn định. Đây là một chiếc Hyundai Veloster, sản xuất năm 2011, bản nhập khẩu số tự động 1.6, tư nhân chính chủ. Con này rất là đẹp cho anh em nhé. Với cái phần cửa lái rất là rộng và tất cả mọi thứ đều rất là đẹp. Con này thì trang bị hệ thống ghế điện, dây điếc là đầy đủ hết theo xe. Bản này thì có cửa sổ trời panorama toàn cảnh cộng với màn hình, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng cũng như quý bà con của bác chị em nhà mình. Và đề lổ start top này, bà con cô bác chị em nhà mình nào thích cái dòng xe thể thao như thế này, năng động cá tính trẻ trung với cái hệ thống rất là đẹp như thế này, hệ thống cửa của nó trải dài rất là ổn định cho tất cả mọi người. Vâng, với cái tầm tiền là chỉ có 328 triệu đồng thôi, quý khách hàng và quý bà con đã sở hữu được một chiếc Hyundai Veloster sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động máy 1.6, bản cửa sổ trời thể thao toàn cảnh đầy đủ bà con nhá. Ok, ở đây em lại về cho anh em được một chiếc xe nữa này. Con này thì nó là một trong những cái dòng xe phân khúc cực kỳ rẻ tiền, đời cao. Đó là một chiếc Chevrolet Avell, sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn máy 1.5, tên tư nhân chính chủ, biển Ninh Bình. Con này hiện tại bên em đang bán có loanh quanh đâu đó khoảng hơn đồng 6 một chút, 168 triệu, đăng kiểm tháng 2 năm 2024. Đây là một cái dòng xe dành cho những người là thích đời cao, form dáng đẹp mà rẻ tiền lại tiết kiệm lại lành. Thương hiệu đến từ Mỹ, form dáng đẹp nhé. 2015 đăng kiểm thì vẫn là sử dụng một năm bà con ạ. Với cái tầm giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 169 triệu đồng thôi.
bên em bao rút hồ sơ gốc cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con. Nội thất dòng này thì nó cũng khá là rộng. Nội thất dòng này thì nó khá là rộng. Một trong những dòng xe ở phân khúc hạng C, hạng B khá là đẹp cho tất cả mọi người, trang bị đầy đủ hai túi khí an toàn và đặc biệt đó là một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ mà còn nhá. Vâng, một chiếc xe đẳng cấp hơn ở phân khúc này thì em đang có cho anh em một chiếc Honda City. Với chiếc Honda City này thì sản xuất năm 2017, bản CVT số tự động 1.5. Con này thì nó là một dòng xe đẳng cấp với cái chế độ lái cực kỳ lành bền ở cái phân khúc hạng B, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2025. Và giá của nó hiện tại là tôi anh đang chào bán cái giá chỉ có 375 triệu đồng. Bên em sẽ bao rút hồ sơ, hỗ trợ cho anh em về thủ tục ra tên bấm biển. Trong xe thì đã được trang bị đầy đủ màn hình cam lùi và cam hành trình nhá, xe zin cả xe luôn ạ. Hay ở cái tầm tiền phân khúc hơn 200 triệu một chút thì anh em cũng có thể sở hữu cho em chiếc xe này. Đây là một chiếc Samsung SM3. Nói về Samsung thì anh em thường hiểu là đến từ Hàn Quốc rồi. Con này thì nó là nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số tự động 1.6. Bản này nó là bản hàng nội địa nhập khẩu. Con này thì rất là đẹp và động cơ 1.6, số tự động thì trang bị đầy đủ hệ thống cửa sổ trời này, phanh tay điện tử, điều hòa tự động, màn hình cam lùi, rất đẹp, đăng kiểm tháng 2 năm 2024, biển Sơn La. Chưa rút hồ sơ và xe anh em nào mua thì mình sẽ rút hồ sơ về cho các bác nhé. Với cái tầm giá như con xe này hiện tại Tuấn Anh đang chào bán là 252 triệu đồng. Mới về cho anh em một chiếc i10 đấy ạ. Con này thì sản xuất năm 2015, bản đủ số sàn, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ và zin không lỗi, màu bạc, biển Hà Nội, đời 2015. Và giá của nó thì là 198 triệu đồng. Thì quý khách hàng và quý bà con đã có được một chiếc i10 2015 bản đủ số sàn, một mẫu xe gia đình sử dụng tư nhân, không khoan đục, keo chỉ, máy số zin. Và nói chung ở cái dòng xe này thì nó là một cái dòng xe mà đang có xu thế là lên giá, đang có xu thế là lên giá nhá, đang có xu thế là lên giá nhất thị trường. Vâng, i10 đợt này đang bán rất là khan xe và giá thì đang có vẻ lên. Đăng kiểm tháng 5 năm 2024, giá để cho anh em 198 triệu đồng. Quý khách hàng và quý bà con đã có được một chiếc i10 bản đủ số sàn, màu bạc, biển Hà Nội, tên tư nhân nhá. Ok, tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc xe cũng đời cao, form dáng lại đẹp, mà lành mà bền, lại cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đó là một chiếc Chevrolet Cruze. Chevrolet Avell, xin lỗi. Với dòng Avell này thì nó là ở phân khúc hạng B thôi. Con này thì sản xuất năm 2018, tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Hải Dương. Và đăng kiểm đến tháng 12 năm 2025. Nội thất thì đẹp, trang bị đầy đủ, một chủ từ đầu, zin cả xe, không khoan đục, không taxi, máy số keo chỉ zin 100%. Mà giá của nó thì các bạn biết bao tiền không ạ? Độc có loanh quanh đâu đó khoảng 219 triệu đồng thôi. Một cái dòng xe 2018 sedan hai đầu phân khúc hạng B mà lại cực kỳ rẻ như thế này. 218 triệu đồng bà con nhé. Một cái dòng xe rất là đẹp và chất lượng cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng. Với nếu như anh em mua về chạy dịch vụ hay chạy gia đình, chạy taxi, chạy xe hoa cưới hỏi thì đây chắc chắn là sẽ là dòng xe đẹp. Có túi khí, có ABS, có gương kính chỉnh điện, có gương cụp xòe. Và 2018 này thì nó được trang bị động cơ có 1.4 thôi. Máy của nó là Ecotec, rất là đẹp cho anh em nhé. Con này thì nó là một chiếc Mirage, Mitsubishi Mirage. Con này thì chưa có rá này. Đấy, bỏ qua đi. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe đẹp lắm bà con ạ. Tầm tiền dưới 200 triệu. Tầm tiền dưới 200 triệu cũng là một cái dòng xe đang rất là hot tại thị trường. Hay là nói cách khác là đang rất là hot tại cửa hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Đó là một chiếc Daewoo Lancetti CDX. Với dòng xe này thì trang bị khối động cơ 1.6 số tự động. Và xe thì rất là đẹp, căng đét luôn. Máy số cực kỳ ngon lành luôn. Điều hòa cực kỳ mát cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con ạ. Đấy, có đầy đủ màn hình Android này. Rất là đẹp luôn, có cam hành trình ở trên gương cộng với lại cam lùi. Nội thất ghế da nguyên bản, trần nỉ nguyên bản, cửa sổ trời. Thực ra thì bỏ ra cái tầm tiền loanh quanh đâu đó khoảng hơn 100 triệu, 185 triệu. Nhưng con xe này thì nó lại chạy rất là đầm, 2.10 nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Một dòng xe mà có thể nói là với cái tầm tiền như vậy thì anh em không mua ở đâu được một cái dòng xe mà chạy đầm chắc phân khúc hạng C như thế này bà con nhé. Đăng kiểm mới luôn ạ. Tiếp tục ạ. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Hyundai Accent. Với chiếc Hyundai Accent này thì sản xuất năm 2018, phiên bản số sàn, máy 1.4, hàng nhập khẩu nguyên con hàng này hàng sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Đời trước nó sẽ là nhập khẩu. Đăng kiểm tháng 12 năm 2025, tức là mới đăng kiểm 25 xong, kể cả phí đường bộ luôn. Con này thì keo chỉ, máy số zin 100%, nội thất đẹp và đầy đủ màn hình Android đầy đủ, tư nhân chính chủ, biển bên trong. Đấy, con này chạy chuẩn hơn 5 vạn thôi, rất là đẹp, hơn 9 vạn thôi. Rất là xịn sò, nội thất rất là đẹp. Anh em mua chiếc xe này về chạy gia đình hay chạy dịch vụ, chạy xe hoa đám cưới thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe đẹp và rẻ cho tất cả anh em. Quý khách hàng và quý bà con, có bác anh chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe này, hãy nhớ nhấc máy lên và alo cho em.
Đây là một cái mẫu xe mà anh em có thể là chạy dịch vụ, chạy gia đình, chạy xe hoa đám cưới, cưới hỏi thì đều rất là đẹp. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của con này thì nó ăn tầm khoảng 6,5 lít trên 100 km thôi. Đó, Accent 2018 319 triệu đồng. Tiếp tục ạ. Ok, ở đây thì Tuấn Anh lại về cho các bác được một chiếc xe ở cái tầm tiền phân khúc hợp lý này. Con này đó là một chiếc Lacetti Việt Nam, sản xuất năm 2011. Con này thì số sàn 1.6, nội thất thì rất là đẹp cho tất cả quý khách hàng và quý bà con ạ. Nội thất thì quá là hào cung luôn. Để cho anh em với cái tầm giá thì con xe này là 138 triệu đồng thôi bà con nhá. Lacetti số sàn 1.6, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, sẽ rất là đẹp, đăng kiểm tháng 9 năm 2024 nhá. Buổi trưa ngày hôm nay thì mới về cho các bác được một chiếc xe nữa này. Con này thì nó là một chiếc xe Kia Morning, sản xuất năm 2014, phiên bản số sàn, máy 1.25, tên tư nhân, biển Phú Thọ, đăng kiểm tháng 9 năm 2024. Và xe thì trưa nay về là em cũng mới lắp lên một cái bộ màn hình cỡ lớn. Con này thì bộ màn hình này thì nó không phải là màn hình xịn, nhưng mà cũng đáng giá tiền triệu. Con này thì hiện tại bên em đang bán 159 triệu đồng, có bao rút hồ sơ gốc cho anh em nhé. Có bao rút hồ sơ gốc cho anh em ạ. Nội thất dòng Morning thì nó đơn giản thôi, đó là một trong các dòng xe ở phân khúc hạng A đô thị. Thì chắc chắn rằng dòng Morning này nó rất phù hợp với cái chế độ tiết kiệm nhiên liệu và đời cao 2014 mà có 159 triệu đồng thôi bà con nhé, 159 triệu đồng thôi, biển 9 Phú Thọ nha. Forte cũng là một cái dòng xe đẹp. Nếu như Forte số tự động thì không nói, nhưng nếu như ở cái tầm tiền mà anh em có thể cân đối chuyển sang cái chiếc Forte này thì đây chắc chắn sẽ là một chiếc xe đẹp và hợp lý này. Sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn bản đủ, tư nhân chính chủ, biển Hà Nam, và để cho anh em loanh quanh là 245 triệu đồng. Anh em mua mình sẽ bớt tiền cho anh em về để đăng ký ra biển luôn. Với dòng Forte này thì nó khá là hợp lý cho tất cả anh em và quý khách hàng. Vâng, bản đủ số sàn, trang bị đầy đủ hệ thống túi khí ABS, gương kính chỉnh điện, điều hòa 3 dàn, điều hòa rất là đẹp luôn cho anh em. Đăng kiểm tháng 3 2024 màu trắng nha, 245 triệu đồng. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Morning số tự động. Con này thì nó là bản SNX nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số tự động, sản xuất 2008 và trang bị động cơ là 1.0. Đây là một cái dòng xe rất là đẹp và rất chất lượng cho mọi người nhé. Màu vàng rất là ổn định cho tất cả quý hàng và quý bà con ạ. Với giá 160 triệu đồng một chủ từ mới ạ. Xe rất là đẹp luôn. Đăng kiểm tháng 6 2024, rất là đẹp luôn nhé. Đăng kiểm tháng 6 năm 2024, rất là đẹp cho tất cả mọi người quý hàng này. Rồi, Ford Everest thì về hôm kia. Con Ford Everest này thì sản xuất năm 2011, bản số sàn, máy dầu 2.5. Con này thì đang đeo biển Quảng Ninh, tên tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ gì cả. Xe thì rất là đẹp, không nổi, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Đăng kiểm thì rất dài, đến tháng 6 2024, 7 chỗ ngồi, form mới. Và một cái dòng xe rất là chất và giá của nó 250 triệu đồng. Tiếp tục đem về cho anh em được một chiếc Toyota Vios ạ. Con Toyota Vios này thì sản xuất năm 2010. Với giá 148 triệu đồng thì quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Vios bản Nimo, lưng phun kịch đồ, lưng phun kịch sàn và máy 1.5 rất là đẹp, biển Thái Bình 17A107047 bà con nhé. Đăng kiểm tháng 6 năm 2024. Trong xe đã được trang bị đầy đủ màn hình cam lùi và có cả camera lùi khóa khiển nhé. Với cái tầm giá như con xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá cực kỳ hợp lý nè, 148 triệu đồng bà con nhé. 148 triệu đồng anh em có thể sở hữu ngay được chiếc Vios Nimo 2010, một chiếc xe mua về chạy dịch vụ cũng được, chạy gia đình cũng được và chạy tất cả mọi thứ đều ok, vừa lành vừa bền vừa tiết kiệm. Một chiếc Morning Van sản xuất năm 2012. Anh em nào đang tìm Morning Van thì đây em đang có Morning Van này. Sản xuất năm 2012 và đăng ký lăn bánh lần đầu 2014, phiên bản số tự động, máy 1.0, hàng nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Morning Van thì anh em thấy đây, với hàng ghế sau là có tải trọng khoảng 300 kg, chở đồ không được phép chở người bà con nhé. Còn hàng ghế trước thì được 2 người. Bản này thì nó rất là đẹp cho anh em, số rộng xe nhập khẩu này, xe nhập khẩu nhé. Với tầm giá con này là 175 triệu đồng thôi quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Morning Van 2012, đăng ký 2014 nhá, xe rất là đẹp ạ. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Santa Fe. Nếu như anh em nào là tín đồ của máy dầu thì anh em có thể chơi chiếc xe này. Với cái tầm giá hơn 300 triệu, 355 triệu, anh em có ngay được một chiếc Hyundai Santa Fe 7 ghế ngồi, máy dầu 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Bản này nó là bản SNX, tức là cái bản full kịch đồ. Bản full rất là đẹp cho anh em nhé. Xe thì rất là đẹp, ổn định, máy thì cực kỳ êm. Máy rất là êm luôn mà con nhé, rất là xịn sò luôn cho anh em này. Rất là đẹp nhé, với giá 355 triệu này.
Kia Morning 2010, con này là bản SNX, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số tự động 1.0. Đây là một cái dòng xe cũng khá là trôi xe, một cái dòng xe khá là đẹp xe, một cái dòng xe rất là ổn định với giá 188 triệu đồng. Là bà con các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Kia Morning 2010, đăng kiểm tháng 8/2024, xe rất là đẹp và chất lượng cho anh em nhé. Nếu như ở phân khúc hạng C thì chắc chắn rằng là không có con xe nào ăn nổi con xe này. Với cái tầm tiền, form dáng, chất lượng, chạy, cảm giác lái, chế độ, được không ạ? Đây là một chiếc Cruise 2016 bản LTZ form mới, số tự động 1.8, đăng kiểm thì dài và biển Hà Nội, chủ nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi dịch vụ, một chủ từ mới sử dụng, đăng kiểm tháng 12/2025, có cửa sổ trời đầy đủ và nội thất của nó thì rất là đẹp cho anh em. Có trang bị đề lổ start top, có màn hình Android và có cam lùi đầy đủ hết theo xe, với giá 295 triệu đồng. Quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình có ngay được một chiếc xe Chevrolet Cruise 2016 bản LTZ, số tự động nhé. Con này phân khúc hạng C này, nội thất của nó rất là đẹp, rất là đẹp, đúng không ạ? Rất xịn sò luôn, form dáng mới nhá. Tiếp tục em đang có cho anh em một chiếc Hyundai Grand i10. Con này là một dòng xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, số sàn 1.0, bản thiếu tư nhân, tên này tên công ty đã chưa rút hồ sơ, đã rút hồ sơ nhá. Con này thì bên em có trách nhiệm rút hồ sơ, tên công ty có kinh doanh taxi dịch vụ. Và giá của nó thì có 162 triệu đồng thôi. Nhưng con xe này em khẳng định cho anh em, xe zin cả xe, keo chỉ máy số zin cả xe không nỗi nhá. Với giá 162 triệu đồng bao hồ sơ. Đây cũng là một chiếc xe taxi ra 2015 hay 14 gì đó, nhưng con này thì bán 175 triệu đồng. Con này thì nó là taxi ra nhá, taxi ra đổi màu luôn, taxi ra đổi màu luôn ạ. Anh em phân biệt được không ạ? Anh em có phân biệt được không? Hôm nào Tuấn Anh sẽ làm cho các bạn một cái video phân biệt dòng xe nào là dòng xe taxi, dòng xe nào là dòng xe gia đình, và dòng xe nào là dòng xe chỉ có chạy gia đình, và dòng xe nào đá qua chút dịch vụ như bà con nhé. Ok chưa? Với cái tầm giá thì con xe này 175 triệu đồng. Quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình đã có được một cái dòng xe rất là đẹp, đúng không ạ? Vừa rồi thì Tuấn Anh cũng đã giới thiệu cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng, cũng như quý bà con của bác chị em nhà mình, một cái vài mẫu xe đang được bày bán tại Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, và gần như là chiếc xe đó là mới về trong 2-3 ngày vừa rồi thôi. Cảm ơn tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng, cũng như quý bà con của bác chị em nhà mình đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em nhà mình ở tại cửa hàng của Tuấn Anh, uống nước chè, hút thuốc nào, hoặc là dùng bữa cơm thân mật cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.